Chào mừng tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh Ghế Nhật Trần Sơn, nơi mà anh chị em có thể gửi gắm niềm tin vào những cái sản phẩm chất lượng đến từ thị trường Nhật Bản, những cái sản phẩm sản xuất và phục vụ cho thị trường nội địa Nhật Bản được bán tại Việt Nam. Hôm nay em Sơn tiếp tục lên sóng và review với mọi người một cái mẫu ghế bình dân của hãng Fujizuki. Nếu anh chị em hỏi là mẫu nào nó vừa tiền và chất lượng tốt, đấm bóp đạt được những cái mong muốn của các anh chị, thì các anh chị hãy tìm hiểu ngay cái con Fujizuki AS830 này. Nó là một trong những cái phân khúc hãng bình dân của hãng Fujizuki. Bình dân ở đây nó là giá bình dân, còn cái chất lượng thì không bình dân một chút nào nhá. Những cái sản phẩm 830 như thế này ấy, khi mà nó ra mắt lần đầu tiên tại thị trường Nhật Bản thì giá của nó rất là cao. Giá của nó không dưới 100 triệu mọi người nhá. Giá rất cao chứ không rẻ đâu. Nên tại sao những cái sản phẩm này nó chất lượng đến như vậy, mặc dù đã qua sử dụng rồi, nhưng tất cả những cái sản phẩm mới trên thị trường hiện nay để mà cạnh tranh về chất lượng với những cái sản phẩm này thì gần như là không có sản phẩm nào cạnh tranh được. Nó không thiết kế giống như những cái phi thuyền, không bóng bẩy, không đèn đóm, không giọng nói, không những cái từ hoa mỹ của những cái sản phẩm hiện nay. Nhưng nếu chỉ nói về cái chất lượng thì sẽ không cái sản phẩm nào mà có thể địch được với những cái sản phẩm này. Mặc dù là đã sử dụng được vài năm rồi, nhưng mọi người có thể thấy được cái tình trạng của ghế này còn rất là đẹp và mới. Cái da của cái con Fuji này nó không hề bị cứng da hay là bị bong chóc hay là nổ bất kỳ một tí nào cả. Nhiều người thì họ cứ nghĩ là những cái sản phẩm này ấy thì chỉ thích hợp ở bên thị trường Nhật Bản, vì trên bên đấy khí hậu nó lạnh. Tuy nhiên mọi người không biết được rằng những cái sản phẩm nội địa Nhật này ấy, thì đã bán được ở thị trường Việt Nam hàng chục năm nay rồi. Và những cái sản phẩm đó cho tới nay ấy, thì họ vẫn dùng bình thường và da vẫn không hề bị nổ, bị bong chóc một tí nào. Thế thì nó chứng minh một điều là cái da ghế của những cái con mà sản xuất tại Nhật như thế này này thì nó chịu được mọi cái điều kiện thời tiết, kể cả lạnh lẫn nóng ẩm ở Việt Nam. Những cái sản phẩm chất lượng nó kém ấy, mặc dù có thể sản xuất và phục vụ cho thị trường Việt Nam, nhưng những cái tiêu chuẩn và những cái công nghệ rất là rẻ tiền thì vẫn không thể nào đáp ứng được khi mà bán ở thị trường Việt Nam. Chỉ trong vòng 2 năm thôi, 2 đến 3 năm thôi, mọi người sẽ nhìn lại cái ghế của mình sử dụng sẽ biết được ngay tại vì sao mà nó không được giữ được những cái chất lượng cũng như là cái sự bền bỉ. Và mọi người sẽ nhận ra được là tại sao ghế Nhật nó đắt, và kể cả khi đã qua sử dụng như thế này rồi thì nó vẫn còn giữ nguyên được cái giá trị của nó. Đây là một cái con 830, nó đời không hề cao mọi người nhá, nhưng mà cái độ mới, độ ổn định, độ bền bỉ thì rất khó sản phẩm nào có thể sánh bằng. Nó thiết kế rất là đơn giản thôi, không hoa lá cầu kỳ. Nhưng mọi người có thể thấy là những cái da của con này này nó rất là mềm, xịn sò, nó không bị cứng, bị chai. Đằng sau là những cái lớp nhung này, lớp vải nhung này, đó, lớp vải nhung nhá. Bên trong này, lớp nhung này, và bên trong nữa này, không hề bị rách một tí nào nhá, rất là mới, rất đẹp. Đấy, tại sao là những cái sản phẩm nội địa Nhật nó nổi tiếng là như vậy? Nó thực sự nó là chất, rất là chất.
Ở bên tay thì có thêu chữ Cyberinox này. Ở bên cạnh này thì nó có các cái ốp nhựa màu kem và màu ghi. Tất cả ở phần chân tay cũng vậy, còn nguyên bản 100%, không có bị xước sát hay rách ở đâu cả. Những cái sản phẩm mà chất lượng nó kém ấy, dùng 1-2 năm ấy, nó nổ, nó bong chóc thì nhìn nó rất là ghê, nó rất là kinh ấy. Nếu mà mọi người rất là nhiều khách ấy, mà có thể mua sản phẩm bên em rồi và người ta cũng thấy được rằng là cái hàng của Nhật này nó thực sự chất lượng, có thể mọi người không tin em, nhưng mà những sản phẩm mà của người Nhật làm ra thì không thể không tin được. Đó. Cho dù có nói đi thế nào thì nữa thì cái công nghệ của Nhật thì nó vẫn là số 1. Và đây này, mọi người xem này, đây tem này, 830 nhá. Điện 100V này. Công suất 110W này. Đấy. Made in Japan đấy nhá. Đấy, sản xuất tại Nhật luôn. Đó. Những cái chi tiết nhỏ nhất, kể cả từ nhựa này. Đấy, rồi là đến da, rồi là mên mạch động cơ, đều là đạt được những cái tiêu chuẩn rất là khắt khe của người Nhật. Và sử dụng nhiều năm thì nó vẫn cứ ổn định, nó rất là lành, chạy rất là lành mọi người nhé. Nếu mà muốn bền bỉ, muốn dùng lâu mà vẫn giữ được cái giá trị, và muốn những sản phẩm nó thực sự nó là những cái ghế nó chăm sóc được sức khỏe cho mọi người, thì mọi người hãy tìm đến ghế Nhật. Tất nhiên này, ghế Nhật thì hình thức thì nó sẽ không gọi là bắt mắt bằng những cái sản phẩm của người Trung Quốc người ta làm ra. Tuy nhiên về cái chất lượng thì chắc chắn là ghế Trung Quốc thì sẽ không có sự cạnh tranh được bằng được. Các cái bài tập của ghế Nhật này thì nó cũng rất là đa dạng. Khi bật máy lên thì chân tự động nó nâng lên này. Và nó có 3 cái chế độ 1, 2, 3 là người thấp, người trung bình, người cao. Nếu là một người cao thì mình chọn số 3 và chọn OK. Ở bài tập đầu tiên thì máy nó sẽ tự động nó hoạt động luôn, nó chạy theo cái lập trình của máy. Hết bài là nó sẽ dừng lại. Và những cái bài người ta lập trình ấy, chủ yếu là thường là những bài 15 phút. Những cái sản phẩm này đều có hướng dẫn tiếng Việt kèm theo để cho mọi người dễ sử dụng nhất nhé. Một số bác mua rồi nhưng mà về chưa thạo hết thì cần phải nghiên cứu thêm, tìm hiểu thêm. Ví dụ là mọi người, nhiều người bác là bảo là dùng không thấy đấm ở đâu, ví dụ chọn chế độ đấm là không biết đấm ở đâu, thì mọi người có thể đây này, chọn cái chế độ ở đây này. Đấy nhá, trong cái chế độ các bài động tác này, đây, ví dụ đấm này. Đấy, đấm này, có đấm luôn này. Đấy. Đây là chế độ đấm nhá. Đấy. Đây là những cái chức năng đấm bóp vuốt rồi xoa rồi rất là nhiều, gợn sóng, rất là nhiều kiểu đánh khác nhau. Đó. Đây là phần con nan này. Mọi người thấy là cái con nan này mình ấn nó không hề lún một tí nào nhé, không hề lún một tí nào, thì nó rất là chắc. Thì cái con này nó có hai con nan. Đấm đâu là nó sẽ tác động sâu vào các cái huyệt đạo trong cơ thể, nó nới lỏng cái sự cứng cơ,
đây bóp vai này, hai bên bóp vai nhá, bóp vai túi khí vuông này. Ở đây là túi khí lưng, bóp lưng này. Bóp eo này và bóp mông. Chân thì nó có thể thò thụt ra này. Đó. Nâng chân lên nhé. Ngả lưng ra. Đó, ngả lưng ra như này. Đó. Một cái sản phẩm mà rất là chất lượng mà dùng nhiều năm mà nó vẫn cứ như mới, không có cũ đi nhiều. Tắt đi nhá. Bấm nút này sẽ dựng lên. Nếu muốn đấm mạnh thì lật cái đệm này ra đằng sau và ngồi trực tiếp vào cái lưng ghế như thế này thì nó đấm rất là mạnh. Còn người già thì lên có cái đệm này để nó giảm lực đi một phần. Rất là xịn sò, rất là chắc chắn, rất là bền bỉ. Và cái hiệu quả khi hiệu quả trị liệu khi sử dụng cái sản phẩm này là nó rất là cao. Đấy, vậy nên anh chị em khi bỏ đồng tiền ra để mua sản phẩm là mình mua được những giá trị thật, mua được sản phẩm thật, giá trị thật, không phải mua những cái sản phẩm rất là rẻ tiền nhưng mà người ta đẩy giá lên trên trời, rồi là giảm giá 50% hay 60% các kiểu. Đó, đây là những sản phẩm thật, giá trị thật. Nên là mọi người mua là mua đúng cái giá trị thật của nó, chứ không phải là mua những sản phẩm mà nó giá trị ảo mọi người nhé. Đấy, anh chị em nếu mà có điều kiện mà có thể mua, hoặc là anh chị em nào muốn mua về cho bố mẹ thì hãy nhanh tay điện cho em qua số điện thoại 0964 480 666 nhé. Em Sơn, chuyên ghế massage nội địa Nhật. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào.